Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio xin mến chào tất cả các bác. Thì thể theo nguyện vọng yêu cầu của một số bác gọi điện đến cho trung tâm là muốn trung tâm test nhạc phối ghép một dòng sản phẩm loa bãi, thì hôm nay em phối ghép lên một cấu hình karaoke kết hợp với dòng loa thương hiệu BMB để các bác thẩm âm đánh giá. Một cấu hình trị giá là 25.700.000. 25.700.000 là giá bán tại trung tâm các bác nhé. Đầu tiên đó là một em đẩy đến từ thương hiệu TG Aquatic, có mã là MA2800. Em này sử dụng 40 sò cho tổng 2 kênh. Đây là hàng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, chế độ bảo hành 1 năm, lỗi đổi 1 trong vòng 3 tháng các bác nhé. Một sản phẩm thứ hai đó là một em đẩy, một em vang TG Aquatic vang cơ, có mã là K8 Pro. Đây là phiên bản mới, phiên bản cũ của em nó là K8, hội tụ đầy đủ những tính năng tinh chỉnh nhạc từ đầy rây bát trung chép cho ra những chất âm phải nói là hát karaoke là quá vang vọng, du dương và tí tách. Một sản phẩm thứ ba cũng là một em lân tiếng đến từ thương hiệu TG Aquatic, có mã là CP600. Những phiên bản cũ của em nó là CP200 các bác nhá. Những hàng đẩy lân tiếng, hàng lân tiếng cao cấp, hàng TG Aquatic thì các bác đã quá hiểu biết và đã quá tin dùng rồi. Và một sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây hàng bãi có tên là TG, có mã là K500S. Những phiên bản hàng bên trung tâm đã bán rất nhiều cho các bác rồi. Và những dòng này thì bắt sóng phải nói là cực khỏe, hát rất bay và nhẹ. Một sản phẩm cuối cùng đó là hai cặp loa BMB, hàng BMB 450C là những dòng thương hiệu cao cấp của hãng BMB, được sử dụng bát 25 và 2 chép. Thì ở những video lần trước thì em đã mở ra để các bác xem bên trong nội thất của em nó. Đấy, bao zin bao xịn cho các bác, đẹp từ thân thùng đến ê căng các bác nhé. Và những cái dòng BMB này thì các bác đã quá hiểu rồi. Ở những dòng karaoke chuyên nghiệp hay những dòng karaoke cao cấp của gia đình thì các bác đã biết chất âm của hàng bãi đến từ thương hiệu Nhật Bản quá tuyệt vời, cho ra những chất âm phải nói ngọt ngào, tí tách và du dương trầm lắng, hát ok phải nói là rất hay. Tất cả những dây nhạc đầu vào từ TV, điện thoại, máy tính, tất cả những dây logic, dây kết nối ra loa là tặng cho các bác nào lấy trọn bộ, trị giá lên tới 300.000 đồng. Và bây giờ thì em xin phép được lên nhạc để các bác đánh giá chất âm. Thank you.
bản nhạc hòa tấu không lời, phải nói là quá du dương và tí tách. Thì bây giờ em xin phép được mở cho các bác nghe một những bản nhạc remix. Phải nói quá sắc luôn, 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 quá sắ
Bát của anh quá chắc chắn luôn. Bát của anh uy lực rất sâu và chép cực sáng luôn các bác. Và bây giờ thì em xin phép được hát một đoạn cao kê. Một, hai, sáu, bảy. Một, hai, sáu, bảy. Lâu lắm xa rồi mình gặp lại nhau, hai đứa không còn ngày vui. Giờ em vui bước bên này, lòng tôi còn vẫn chưa phai, mối tình mang nhiều chua cay. Em có thương gì kỷ niệm ngày xưa, hai đứa xây mộng một ngày. Đời anh vẫn bước xa vàng vàng, đời em luôn không cao sang, nên suốt đời vô vọng địa tàn. Ngày xưa gặp gỡ nhau chi, trăm năm hỏi có duyên gì hay không. Người đẹp bước bên trong, còn ta đơn lẻ nghe lòng quân quân. Hai đứa quay mặt tựa ở trong hề quen, khơi đông cho tràn càng thêm lầm lầm léo. Bài ca tôi viết cho tình, cầu xin thượng tế cô nhân, sau suốt đời con được tình quê. Phải nói là không hổ danh thương hiệu đến từ Nhật Bản, BMB 450C cho ra những chất âm phải nói là quá du dương, tí tách và lắng động. Nghe nhạc hát ok cũng rất tuyệt hay. Với 4 loa mà các bác
sở hữu mà treo 4 góc phòng thì phải nói là quá trang trọng lịch sự rồi. Quá trang trọng lịch sự trong những dịp Tết bên những ly bia cùng những người thân và chiến hữu của mình. Mà các bác không phải đi đâu ca hát mà tốn tiền. Và các bác nào cũng muốn sở hữu cho gia đình mình một cấu hình karaoke trước mặt các bác đây trị giá là 25.700.000 thì alo luôn cho em với số máy là 0325004686. Địa chỉ nhà em là 192 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Các bác nào ở những tỉnh lân cận, các bác muốn đến trung tâm thì các bác đến thị trấn Vĩnh Trụ alo cho em thì sẽ có người ra đón các bác vào. Và bây giờ thì em xin kính chúc các bác có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.